Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh Ngọc Ánh chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em với các bác nuôi ong một cái mẫu sản phẩm mới, đó là cái gọi là cái để dùng để hút mật nhá, dùng để hút mật. Cái bình hút mật hay là cái gọi là cái vòi hút mật. Thì cái này là các bác nuôi ong ấy thì là dùng trong công việc hút mật. Thế còn ngoài ra thì nó có khả năng hút được tất cả các loại chất lỏng, tất cả các loại chất lỏng nhá. Các bác nào ở nhà mà có bình rượu to thì cái này cắm vào hút ra cũng rất là ok, không cần phải chắt nhá. Hút rượu này, hút mật ong này, nói chung là hút những cái vật liệu lỏng từ cái bình, từ cái can to ấy, từ cái phi to ấy ra những cái thiết bị nhỏ hơn nha các bác nhá. Có thể là các bác nào làm bên hóa chất thì dùng để hút xăng, hút xăng, xăng thơm, xăng benzen đấy nhá, hay là dùng hút mắm, nói chung là hút tất cả cái loại này, gọi là cái ống hút đa năng nhá, ống hút đa năng. Thì cái hàng này ấy, các bác lưu ý này, thì nó luôn luôn nó là hàng made in China, gọi là hàng Trung Quốc, hàng Trung Quốc loại 1 nha các bác nhá, hàng Trung Quốc loại 1 đấy. Đó, Trung Quốc loại 1 này. Thực tế thì như thế này, nó có thể là có những cái màu khác nữa, như đây tôi đang lấy cái nô là màu hồng và màu xanh. Ống rất là to, bầu hút mạnh tốt nhá. Thì cái này giá thành của nó thì các bác liên hệ trực tiếp để các bác biết được cái giá chính xác của nó nhá. Nhưng chỉ lưu ý với các bác rằng ấy, cái loại này ấy nó là hàng loại to, hàng loại 1. Nó có một cái nữa, tôi cũng có một cái mẫu đây cho các bác xem đây này. Đây, các bác thấy nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ nhá, nó bé xíu thôi mà nó mong manh, mong manh dễ vỡ, nó như là đồ chơi trẻ con đấy. Thì cái này có mấy chục nghìn thôi, cái này rất là rẻ nhá, còn cái này thì nó sẽ cao tiền hơn một chút. Đấy, cái này thì nó mong manh quá các bác nhá. Đấy, mong manh quá thì để ý các bác là đã mất công mua thì mình thêm một chút tiền nữa, 5-70 nữa mình làm cái to, nó chắc chắn nó dùng cho lâu dài nha các bác nhé, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đây là cái vòi hút mật, thì các bác là đây là hai cái này, thì các bác lựa chọn cái nào này. Đấy, theo tôi nó chỉ chênh nhau một ít tiền thôi, thì các bác cứ lựa chọn cái to cho nó bền vững, cho nó hút mạnh nhá. Cái bé này đồ mong manh dành cho con nít nó chơi thôi. Đấy, các bác cứ chọn cho mình một cái to này vững chắc. Đây là ống hút mật nữa. Thì đây tôi có cái xô nước, tôi sẽ làm thực tế cho các bác xem nhá. Cái này gọi là ống hút đa năng, hút cái gì cũng được, cứ miễn là vật liệu lỏng nhá. Đây, các bác cắm vào trong này. Đấy, các bác bóp này. Đấy, các bác bóp nhá. Đấy, xem đây. Đấy, đấy, các bác xem đây. Đấy, các bác mà bóp mạnh thì lên rất là tốt nhá, lên rất là tốt luôn đấy. Đấy, nhưng mà các bác lưu ý nhá, cái hệ thống hút này này, cái này nó có cái nắp vàng này, ở đây nó có cái nò xo đấy, có nò xo đấy, các bác phải để cho cái nò xo nó nhả tự nhiên thì nó mới hút không khí vào được. Đấy, thì nó mới hút, giúp hút chất lỏng lên được nhá. Đấy, đấy, các bác thấy không? Đấy, các bạn, các bác mà ấn cái này xuống nhá, ấn này xuống là sẽ không hút được đâu nhá, ấn nắp xuống này đấy là sẽ không hút được nhá. Đấy, nó không có không khí vào nữa, nó không hút được đâu. Bác lưu ý phải để cái nắp này nó tự do lên trên. Đấy, thì các bác sẽ hút được này. Đấy, cái này là cái ống hút đa năng các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe. Đấy, cái này là dùng cho các bác nuôi ong thì các bác rất là thích dùng để hút mật nhé, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh mà lại gọn gàng. Thế còn các bác dùng vào việc gì cũng được, đó là ống hút nhá, hệ thống hút. Xong rồi các bác cắm gạt lên đây, rất là ngon này. Rồi mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp các số điện thoại bên phía dưới màn hình. Ngoài cái ống hút này ra thì bên shop còn rất nhiều các phụ kiện, các vật tư khác phục vụ cho các bác nuôi ong nội nhé. Thùng ong này, cầu ong này, chân tầng này, khay cho ong ăn này, mũ bảo hộ này, áo bảo hộ này, bình xịt khói này, rồi dao cắt bít. Đấy, rất nhiều tất cả các mặt hàng. Đấy, các bác cần gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, các bác nhận được hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng nhá.
Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.